little bit of a different style, Wayne Antoine. Yeah, but a lot of talent, though, possesses a lot of power to lead these young ones and just get them a little further advanced, a little quicker. Watch out. Yeah, you got that gap, but not by design, and you still have to make a bit of a shot afterwards. I do think this is more natural than coming below the four. Yeah, and just like it. But what I saw is a little more conservative play at times. I really liked it. And people hai tay cơ đang xuất hiện trên màn ảnh đều là hai tay cơ sinh năm 1989. Tiền thì Nguyễn Anh Tuấn để kéo hai băng hay chăng? À xin lỗi các bạn, một vâng đúng rồi, một cú kéo hai băng. This is gonna go into the eight possibly. Wow, it's really opened up. Yeah, maybe the 8 won't pass the 9 in that scenario. So if you end up short, could be a problem. Vâng, đến với giải đấu này chúng ta nice thấy là cái không biết có đây có phải là một chiếc ngọn mới mà anh vừa được nhận hay không nữa. 1-0. Just overrunning the cue ball a little bit in each position. Rất tốt. Yeah, nice shot there on the 9. Đây, chúng ta cùng xem đôi tay. Here for Antoine. Just wants to float over a little bit. You don't have to power this. Tốt. Yeah, clean. It's actually too clean. Wait. Where does he draw to? He can't draw to the left side of the four? It's a short side on the 4-5? Rất tốt. Well, that tuyệt vời. Was pretty awesome, really. Yeah, he powered. Was in his plans. Well, the one good thing, he hit it with no side spin. So anytime you're powering up, 7's not that hard, but again, you'd rather get to where you don't have to play into the 9 at all or avoid the 9. He's hitting the ball nice. He's gotten over enough now, I can tell you that. Like Scott said, just right before the side here. Let it spread up the table. It's a shot that's actually also overlooked on your home table, your club table. All right, when Antoine ties it at 3 apiece. Nice. Better cue ball, right? Yeah, the cue ball path has been pretty awesome, actually, for the most part. Crazy with this. Let it open a little bit. Ooh. Caught it thick, and that may help the speed, hot thief. Actually. Okay, this is the key angle on the 5. And come out to play the 5 in the same pocket, right? That's absolutely the one that's going to make things really easy. Just carry the angle, right? Once well, just a little angle, that should be. So when Antoine, have to look back at the standings. Hadn't had a W yet. Now with the opportunity, he's going to get a little funny strip from the right long rail. Đừng thấp he's đầu considering gậy nữa. Pinch drawing it now, okay. Going forward. I like that. Just get below the right middle and come out just like so. Yeah, well, been really as good as anyone I've seen today, at least in this match. Made a lot of nice shots. Cái chỗ gậy của mình lại. Just really one more good one to get on the 8. Thắng rồi anh em ơi. Thắng rồi. All right, the big lefty. Man from Vietnam is going to get on the scoreboard. May thật here. Đấy. Cuối cùng thì chúng ta đã có again, trận thắng đầu tiên. Tuyệt vời. Get that first one. That's how you get. Maybe overthinking what you're supposed to be doing. And to Jeremy's point, just get up there and play. Cơ hội đã có dành cho Nguyễn Tuấn đây rồi. Long shot here though, so definitely a tester. Rồi, rất đau tim. Go two rails for the cut on the 5 if he can miss the 8. Vâng, đang Jin Hu thì không mềm tí nào đâu các bạn ạ. Cho dù cũng là đang top đúp lớp ở trong giải đấu này. Nào, chúng ta hãy xem là qua những cái thất bại vừa rồi thì Nguyễn Tuấn đã có sự trở lại tập trung hơn chưa. Vâng, rất đúng.
Chính vì cái cảm giác đau tim đấy khi theo dõi Nguyễn Anh Tuấn và nhiều người đã dành cái tình cảm cho Tuấn Con rất nhiều. Ok. Má quá đẹp rồi và tỷ số chắc chắn sẽ là 1-0. Maybe not 20 years old, but still improving themselves. What he did in that tournament. Little nine ball action. Little nine ball action. Rồi đây rồi. Một cú golden break đến rất đúng lúc để cởi bỏ tâm lý dành cho Nguyễn Anh Tuấn. Patent pending on that. Vâng, chiến thắng bằng mọi hình thức, bằng cách nào cũng được các bạn. Miễn là có điểm số, không sao cả. Rồi, đã nhìn thấy tín hiệu rụng của viên bi mục tiêu số 1. Đã rất lâu rồi chúng ta mới nhìn thấy nó rụng sau cú phá vi của Tuấn Còn. Hay. Rụng bi số 2 rồi. Hitting it a little fatter, Al. It's steeper than it looks. Well, he's using a low right. Down, huh? He's trying to play from underneath. Speed's got to be really nice. Yeah, but I think between the 8 and 9, I think he's got to go up to the corner. Safety's like the nuts, also. It is the nuts. Rất tự tin tình huống bị số 4 vừa rồi để đánh về lỗ tít phía xa. I see when đánh lỗ giữa thì không ổn. I don't want to say Dang has, but I feel like he's a little gutted at the moment. That's what I'm seeing on the table from Dang. But I think Tuan still is. It's just giving it all he's got. Okay. Yeah, and you could see that. Còn 3 viên bi nữa thôi. With him at one time, and it just looked like he had that fight in him. You see it in his face. You don't even see a lot of emotion from him, but it just like cut back out of the corner off the 6. A couple nice position plays. Don't take your eye off this 8, though. Chiến thắng thứ hai của Nguyễn Tuấn tại giải thi đấu năm nay. Rất tuyệt vời. Tỷ số chung cuộc là 5-2. Một đã rơi. Nào, chúng ta cùng chờ xem vị trí con bi mục tiêu số 2. Cái đâu rồi? Quá là đẹp luôn anh em ạ. Cái ở một vị trí không thể nào đẹp hơn nữa. Rồi, cẩn thận và tỉ mỉ nào. Chúng ta sẽ có một chút tình huống ở con bi mục tiêu số 5. Má này có gãy 5 ra hay không đây? Rồi, như vậy là đã gãy 5 ra. Rất chính xác. Rất chính xác rồi. Còn lại 4 con bi mục tiêu cuối cùng ở trên bàn nữa thôi. Đã vòng qua đầu bi mục tiêu số 9. Va chạm nhẹ một chút không sao cả. Nào con này tôi cảm nhận là vẫn còn má. Rất hay rồi. Giữa hộp có bi mục tiêu số 8. Nào cái họ lại dừng. Rồi, như thế này là cũng được rồi. Nó không bị côn băng là ok rồi. Rất chính xác. Và tỷ số đã được mở 1-0 dành cho Nguyễn Anh Tuấn. Nào chúng ta cùng nín thở chờ xem. 9. Đây rồi. Anh em tin tôi chưa? Quay trở lại với rack thi đấu thứ 5. 9. Rồi ôi. Rất chính xác. Rồi. Một cái nhịp độ hoàn toàn khác với Tuấn Con mà chúng ta thường được biết tới. Rất cẩn trọng trong từng con bi một. Nào đừng cò tay.
Rồi. Còn này ép cái hai băng lấy được cái má ngoài, như vậy là đẩy dựng thẳng một băng lên, vẫn lấy được cái má ngoài cho con bi 6 này. Rồi, rất thót tim hướng đó mà va 8 là hỏng bét tất cả mọi thứ. Và mọi chuyện thì cũng đã ổn rồi. Ôi ôi. Thôi không sao hết. Rồi, rất chính xác. Họ. Ông Anbin này, ông vào A đi, ông vào A băng đi. Đây rồi. Cơ hội của chúng ta đã đến. Đúng rồi, vút gậy nhiều vào. Chúng ta đã chờ đợi tình huống này rất lâu rồi. Rất chính xác. Rồi, con 6 này có thể tấn công được. Thật sự là quá tê các bạn ạ. Chính xác rồi, cái. Rất hay rồi, cố lên nào Tuấn con ơi, ba con bi mục tiêu cuối cùng. Nào, đừng vội. Rồi, được rồi. Con 8 này chơi được. Chính xác rồi, một con bi mục tiêu cuối cùng nữa thôi. Rất chính xác, và cuối cùng thì tỷ số đã được ấn định 5-4 cho cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn. Con này kê thì cũng không kê được. Kê kiểu gì bây giờ? Ôi. À, mình chưa hiểu rõ ý đồ vừa rồi của Bernie là muốn làm gì. Vâng, cú A bằng quá hay đến từ Nguyễn Anh Tuấn. Đừng. Ơi giời ơi. Vâng, đây rồi. Có vẻ như là muốn ăn luôn con bi số 7 này. Có ăn được không nhỉ? Hay quá. Còn 2 bi nữa thôi, Nguyễn Anh Tuấn của chúng ta sẽ san bằng tỷ số với Bernie Regalario. Vâng, bi. Thẳng tắp lỗ giữa rồi. Hay quá. Vâng, tỷ số là 1-1 dành cho Nguyễn Anh Tuấn. Hẳn dưới kia đi. Đưa bi 7 vào lỗ giữa. Chém luôn. Chính xác rồi. Vâng. Cái rất nhiều áp về nghịch. Vâng. Đẹp rồi. Còn 3 bi cuối cùng trên bàn. Giữa hộp rồi. Vâng. Mà chắc là 5-3 rồi. Vâng, và xin chúc mừng Tuấn Con đã có chiến thắng đầu tiên ở trong ngày thi đấu ngày hôm nay. Vâng, hello xin chào tất cả mọi người nhá. Mình quay trở lại ở đây. Ghi được điểm số đầu tiên ở trong trận thi đấu này.
Rồi, 3 bi nữa thôi. Cú nhấn về cái vị trí giữa bàn. Rồi. Quá tự tin các bạn ạ. Rồi, cú này thì tâm bi dựng thẳng lên thôi. Và tỷ số sẽ là 1-0 dành cho Nguyễn Anh Tuấn. Được rồi. Nào, thật bình tĩnh thôi. Một cái hình bi ngon thì nó cũng không quá ngon, nhưng mà khó thì nó cũng không quá khó. Đẩy cu lê cái thêm một chút áp phê bên trái. Lấy cái má vừa phải con bị số 4 mà thôi. Rồi chắc là trô thẳng về để ăn năm vào lỗ góc phía bên trái gần màn hình. Hay rồi. Nào. Một cú 6 giờ. Xuôi. Đứng ra thẳng, đứng ra thẳng, đứng ra thẳng, đứng ra thẳng. Xuôi. Vâng, phải ép thẳng ra, chứng tỏ con bi đấy nó vẫn còn một chút má các bạn ạ. Tỷ số sẽ là 2-4, nói thế cho chắc chắn luôn các bạn ạ. Ok. Vâng, và tỷ số là 2-4 dành cho Nguyễn Anh Tuấn của chúng ta. Tốt rồi. Okay. Vâng. Và vừa rồi là một cú đẩy cúp không tốt đến từ Nguyễn Anh Tuấn. À, khá đáng tiếc ở trong tình huống vừa rồi. Không biết là Sanchez Rui sẽ làm gì nhỉ? Cân à? Cân luôn. Ồ, vậy là quyết định cân luôn trong tình huống vừa rồi. Không biết là có ra thủ hay không. Vâng, lần thứ hai thì chắc là sẽ không có sai sót nào đâu. Vâng, đã đánh thoát tay rồi các bạn ạ. Và tỷ số là 4-4 dành cho Nguyễn Anh Tuấn của chúng ta. Ui, hồi hộp thật các bạn ơi. Ui, ngồi xem tê quá các bạn ạ. Bây giờ chỉ cần điều được con 6 ra con 7 đẹp thôi thì là... Rồi, cú cu lê áp phê. Hay rồi. Vâng. Quá tuyệt vời. Cú lê nào. Cú lê áp phê giữa bàn, điều 8 lỗ 10. Thẳng vào. Ok, có thể nói là bi cho Tuấn Con được rồi các bạn ạ. Quá tuyệt vời. Đây rồi. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Và xin chúc mừng Tuấn Con đã có chiến thắng trước Sanchez Ruiz, mặc dù đã bị dẫn rất sâu. Hay quá, hay quá, hay quá. Đánh con bi số 2 đẩy bi cái lên điều bi số 3 cũng hợp lý. Cực kỳ chính xác các bạn. Va chạm với số 9 là một va chạm có ích. Sau trận đấu với Francisco Sanchez Ruiz thì Tuấn Con có trả lời phỏng vấn nho nhỏ. Thắng ở trận đấu đó, một trận đấu cực kỳ tê và cũng cực kỳ hên của Tuấn Con. Nhưng mà dù sao đó là một chiến thắng xứng đáng.
cực kỳ xứng đáng khi mà Tuấn Con đã bị dẫn với tỷ số 4-1 nhưng mà không hề bỏ cuộc. Anh vẫn bám đuổi đến những con bi cuối cùng và cuối cùng thì lại. Cái trang web đó thì yêu cầu phải đăng nhập bằng một cái tài khoản, tức là bạn phải tạo một tài khoản và đăng nhập vào đó. Cho nên là bên mình không gửi link được. Francisco Sanchez Ruiz giành thắng lợi trước Michael Feliciano thì Tuấn Con đã bị xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng rồi. Hay và gọn gàng. Tỷ số là 1-1. Chúng ta cũng đến với cú phá của Nguyễn Anh Tuấn ở ván đấu thứ 4. Lại một cú phá tốt rồi. Cú phá tốt ăn được con bi số 4, không ăn bi số 1 nhưng ăn bi số 4 và hình bi là mở để cầu thủ Tuấn Con có thể thực hiện một pha dọn bàn. Tốt, chúng ta phải thấy là khi mà quen bàn có được cảm giác tốt thì cầu thủ Tuấn Con của chúng ta đánh cực kỳ tự tin. Né được con bi số 9 hay không? Tốt, một pha đánh trô có điểm dừng. À, như vậy là điều lên lỗ góc phía trên càng tốt. Điều lên lỗ góc phía trên như này thì không biết là Tuấn Con Tuấn Con đang đánh vào lỗ giữa. Cố lên. Cực kỳ chính xác. Ok, giữa lỗ. Như vậy là tỷ số sẽ là 2-2. Tuấn Con đã 2 chấm rồi. Tuyệt vời. Trận đấu rất chất lượng các bạn ạ. Va vào bi số 9 và đây là một tình huống. Vâng, thưa các bạn, đây đã là một tình huống của cô Minh Trung rồi. Một cú đánh con bi số 9 vào lỗ giữa bàn và bi cái thì bị côn. Tình huống này là rất dễ trượt. Vâng, đúng rồi, không trượt con này thì trượt con nào nữa các bạn ơi. Không trượt con này thì trượt con nào. Cơ hội cho Tuấn Con. Nào, cứ gọi cái thêm giờ cho nó an toàn. Xong rồi ngâm khoảng tầm 40 giây. Thôi xiên luôn được, tùy em. Thôi xong. Rồi, ra khó. Con này cân được, nhưng mà cân ăn được hay không lại câu chuyện khác nhá. Cân thì lúc nào cũng cân được rồi, nhưng mà có ăn hay không? Ui giời ơi, ok. Tề quá các bạn ơi, tề vãi đủ thứ rồi. Nào Tuấn Con, tình huống này đánh hết mỏng là chết, hết mỏng là chết. Ôi giời ơi, và tỷ số là 5-4 cho Tuấn Con. Một tình huống cân bi số 9 rồi các bạn ơi. Cân giữa lỗ luôn với lực khủng khiếp. Một cú đánh 100 dặm một giờ, quá hay các bạn ơi. Tỷ số là 5-4 và xin chúc mừng Tuấn Con đã giành thắng lợi thứ 3 của Tuấn Con trong trận đấu ngày đấu hôm nay. Vâng, Tuấn Con đã có 3 thắng lợi trên 3 trận đấu. Một phong độ tuyệt đối của Tuấn Con trong ngày hôm nay thưa các bạn. Và như vậy là anh đã vượt qua cả Francisco Sanchez Ruiz và đứng về vị trí thứ 7. Để Tuấn Con có thể xử lý sẽ cần lấy má chi tiết cho con bi mục tiêu số 3. Sao nó lại thế này nhỉ? Nào con này khó thì chạy đạn thôi. Bấm cái đứng đó.
Ôi cái nỉ rất là trôi các bạn ạ. Bằng một cách nào đó thì con bi mục tiêu số 3 nó vẫn rơi xuống lỗ. Hai cơ thủ là nó mỏng đến như thế nào, rất trôi các bạn ạ. Một cú bấm vừa lực không quá nặng, nhưng con bi mục tiêu số 3 nó đã rơi xuống lỗ. Và vừa rồi con xử lý thành công, như vậy là tình huống may mắn vừa rồi. Tình huống con bi số 3 rơi xuống lỗ vừa rồi là một tình huống may mắn các bạn ạ. Tự dưng bây giờ trên bàn chỉ còn lại 3 con bi nữa thôi và rất thoáng. Ngợi cho Tuấn Con ở tình huống con bi số 4 vừa rồi, một cái má rất gần nhau, chết của Tuấn Con là chính xác. Và tỷ số sẽ được mở ra 1-0 cho cơ thủ Nguyễn Anh Tuấn. Nào, cố lên cơ thủ Nguyễn Anh Tuấn. Một con bi má tương đối mỏng. Tập trung nào. Đã xử lý thành công con bi mục tiêu số 2 và đưa cái ra vị trí ổn cho bi mục tiêu số 3. Đây có thể gọi là một cái vị trí ổn cho bi mục tiêu số 3 rồi. Rất hay. Rất chính xác, 6 ở gần cửa lỗ rồi. 4 con bi còn lại là rất đẹp để cho Nguyễn Anh Tuấn có thể cân bằng tỷ số. Rồi, như vậy là có thể thoải mái hơn rất nhiều rồi. Một tình huống từ 7 ra 8 ổn. Tỷ số sẽ được cân bằng 3 đều cho Tuấn Con. Vừa rồi thì tôi đã nín thở. Chỉ cần có được một cái má đẹp thôi. Rất hay, 3 đều rồi. Vỗ tay cho thầy nào. Hay rồi, thôi một ơi thôi. Đang chờ Tuấn Con đưa xuống lỗ. Cơ thủ Nguyễn Tuấn Con của chúng ta sẽ làm được. Xin lỗi các bạn, cơ thủ Nguyễn Anh Tuấn của chúng ta sẽ làm được. Rồi, chính xác rồi. Va vào ba một chút. Chính xác. Một cái va rất đẹp với con bi mục tiêu số 3. Ok rồi. Nào, 4 con bi mục tiêu cuối cùng. Đúng rồi, cứ từ từ thôi, không có gì phải vội cả. Cần thiết thì xin thêm giờ cũng được. Thật sự là mình rất tê các bạn ạ. Mình chỉ biết nín thở nhìn cơ thủ Nguyễn Anh Tuấn xử lý từng con bi một. Rất hay. Nào, đứng bi. Chính xác rồi. Và như vậy là tỷ số, điểm số thứ 5 đã được dành cho cơ thủ Nguyễn Anh Tuấn.